các bạn. Mình đang quay cho các bạn coi cái loại hoa hồng hồng nó leo ở chỗ tường nhà này các bạn. Loại hoa này rất là quen thuộc, có tên là hoa giấy. Loại hoa này thì người ta hay trồng ở trước cổng hay là trên bờ tường cho nó đẹp đó các bạn. Và trong cái video của mình đây là mình quay được 4 màu này, là màu hồng, màu cam, màu đỏ và màu trắng. Mời các bạn cùng xem nha.